Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Loha Pet Shop. Hôm nay mình làm video Q&A về shop thú cưng của mình. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên là của một người bạn người nước ngoài. Mình dịch ra được là bạn hỏi shop mình địa chỉ ở đâu, ở đất nước nào. Thì mình xin trả lời cho bạn là shop mình ở Việt Nam. Nói về địa lý trên bản đồ thì shop của mình nằm ở miền Nam của Việt Nam. Địa chỉ cụ thể nằm ở 166 quốc lộ 1, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Các bạn ở xa muốn tìm đường tới shop thì các bạn có thể vào Google Map, các bạn gõ địa chỉ của shop mình hoặc là chữ Loha Pet Shop thì sẽ ra địa chỉ chính xác của shop mình ha. Đây là bản đồ Google Maps của shop. Trên đây thì cũng có đầy đủ thông tin về trang web và số điện thoại của shop đó các bạn. Rồi, vậy là mình đã trả lời xong câu hỏi đầu tiên của một người bạn người nước ngoài. Mình sẽ trả lời tiếp câu hỏi thứ hai. Câu này cũng của một bạn người nước ngoài nữa. Bạn hỏi là shop mình địa chỉ ở đâu và mình có loại thú cưng nào. Phần đầu tiên thì mình vừa mới trả lời ở câu hỏi thứ nhất rồi ha. Còn bạn hỏi là shop có những loại thú cưng nào. Thú cưng của shop bao gồm là chó nè, như bạn này ha. Tiếp theo là mèo nè. Đây là một bạn mèo anh lông ngắn nha. Hamster nè. Ngoài ra cũng có thêm nhím kiển nữa nha các bạn. Đối với chó thì shop cũng có những dòng chó như là chó phốc sóc nè, poodle, shih tzu, lạp xưởng, chó mặt xệ. Ngoài ra shop cũng có dòng chó lạ được shop lai tạo từ những dòng chó khác nhau, giống như là bé này nè, được shop lai từ dòng shih tzu và poodle. Bé có ưu điểm của ba và mẹ là có bộ lông là rất là đẹp, không rụng lông và bé rất là thông minh. Mèo thì ở shop có loại mèo chân lùn, mèo anh. Mèo anh là như bạn này nè các bạn. Đó, và mèo exotic. Các bé này đều là thuộc là dòng mèo kiển nuôi trong nhà. Tụi nó rất là thân thiện. Còn hamster thì shop có các loại hamster là hamster robo, winter wild, hamster gấu, hamster bear đó các bạn. Nhím kiển thì shop cũng có đầy đủ màu sắc, bao gồm là nhím muối tiêu, nhím sô-cô-la và đặc biệt là loại nhím bitot. Bạn nào thích thú cưng thì có thể đến shop để lựa cho mình bán thú cưng ưng ý nha. Shop sẽ tư vấn tận tình cách chăm sóc cho các bạn. Ngoài bán thú cưng thì shop cũng có bán đầy đủ các vật dụng dành cho các bé, giống như là lồng nè, thức ăn nè và đồ chơi nữa. Câu thứ ba này là cũng tiếp tục của một bạn người nước ngoài luôn. Kênh của mình được rất là nhiều người nước ngoài quan tâm, mình rất là vui, cảm ơn các bạn. Bạn này hỏi mình là bé phốc sóc có giá là bao nhiêu và mình sống ở đất nước nào. Thì mình cho bạn biết là một bé phốc sóc mini tại shop thì có giá từ 8 đến 15 triệu Việt Nam đồng, vào khoảng 350 đến 700 USD ha. Ngoài ra cũng có những bé xuất sắc hơn có chip và da phả, giá từ 1 đến 2.000 USD một bé. Và bạn hỏi mình là sống ở đất nước nào thì mình sẽ trả lời bạn là mình sống ở Việt Nam nha. Câu hỏi thứ tư là của một bạn người Việt Nam nè. Bạn này hỏi là shop mình đang có những loại chó nào, giá bao nhiêu và mình có ship không. Hiện tại thì ở shop còn một bé phốc sóc mini size teacup. Bé này có giá là khoảng 12 triệu Việt Nam đồng, và một bé cũng size teacup màu đen, bé có giá 3 triệu Việt Nam đồng ha. Sắp tới thì shop cũng có rã bày nhờ một bầy chó phốc sóc, poodle.
tầm khoảng 2 đến 3 tuần nữa thì shop thì các bé lớn và shop sẽ quay video giới thiệu cho các bạn nha. Bạn nào có ý định mua chó ở shop thì các bạn hãy đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để nhận được thông báo về video của shop mới nhất nha. À còn vấn đề là bạn hỏi mình là có ship cho bạn không, thì mình trả lời cho bạn là hiện tại thì shop chưa có dịch vụ ship chó tận nơi ha, nhưng mà trong thời gian sắp tới thì shop sẽ cố gắng vận chuyển chó đến tận tay các bạn trong phạm vi toàn quốc ha. Câu hỏi tiếp theo là của một bạn người nước ngoài, bạn hỏi shop là cách chăm sóc chó con. Thì cách chăm sóc chó của shop là hàng ngày thì shop sẽ chải lông cho các bé, giúp lấy đi những phần lông rụng, lông chết, làm cho lông các bé sẽ suôn mượt và khỏe mạnh hơn. Từ đó sẽ tránh đi những cái bệnh viêm da của các bé cún con. Ngoài ra thì bạn nên chăm sóc tai nè, mắt của các bé. Hàng tuần thì bạn nên tắm cho các bé chó con từ 2 đến 3 lần nếu mà thời tiết nắng nóng. Còn nếu mà thời tiết lạnh thì bạn nên tắm một lần một tuần thôi nha. Bạn nhớ là tắm cho chó con thì nên tắm bằng nước ấm. Tắm xong thì bạn nên lau và sấy thật khô cho các bé nha. Mỗi ngày bạn chỉ cần bỏ ra từ 5 đến 10 phút chăm sóc lông và mắt tai cho bé là bé luôn luôn sẽ khỏe mạnh. Câu số 6, bạn này hỏi shop là loại chó nào có giá thành rẻ. Thì mình trả lời cho bạn là ở shop là có loại chó là Bắc Kinh La Nhật. Các bé giá tầm khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi Việt Nam đồng, là khoảng 100 USD ha. Các bạn có những thắc mắc gì khác nữa thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Còn video này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.